đang ngồi tình cờ gặp đồng nghiệp. Tính ra môn này chạy bạc màu hết áo ha, bạc hết áo, bạc, bạc rách rồi kia tùm lum hết á, chứ mà áo chất liệu hơi mỏng hay gì á. Áo nó dởm, chất liệu dởm. Đúng rồi đúng rồi, chất liệu nó không chất lượng mà hơi mỏng quá. Rồi nãy nãy đi tình cờ gặp gặp cướp hay gì? Tao đâu bị cướp đâu. Mà thấy công an bắt hai, công an bắt thằng cướp. À hai công an bắt cướp á. Ừ. Bắt được luôn. Bắt được luôn hả? Dí dí hàng bằng sô bồ câu, dùng sô bồ câu không có bồ câu mà hai công an mặc áo xanh. À dân hai phòng trẻ. Mà áo xanh thì dân phòng. Công an. Công an luôn hả? Ghê vậy. Công an mặc áo xanh. Mà đi bộ dí heo hay là chạy xe máy dí heo? Chạy xe Honda. À xe Honda. Tưởng như bồ câu như mà cái mặt cướp cũng non chèn vậy chắc bây giờ cướp cướp bóc rồi toàn non không non trẻ tuổi mới đi cướp chứ nông nổi nông nổi do nông nổi thôi chứ giờ lớn tuổi bây lại. Giờ mới biết cướp được cái điện thoại mấy triệu mà rồi đổ vô tù quả mấy chục năm mấy năm ngu mới sợ thì cái giá phải trả của tham lam ví dụ vậy đi ngu gì mà ngu tàn bạo rất lọt đều là đúng à, đi đêm có ngày gặp ma nó rồi mới bao nhiêu lần ví dụ cướp mày có thể chết một hai lần chứ mà cướp hoài thì không cứ đi với người ba đúng rồi đúng rồi ở dưới tù là nãy tao bù coi đồng không nãy bù coi tao thấy đi ngang là lúc đó mới bắt à cầm tay lúc đi ngang là mới bị cầm tay thôi hả mới cầm tay à ghê vậy xui hả xui chân cướp xui tao gì không phải ấy là hay là xui dân cướp hay là xui như tao không phải ấy ấy là cướp mà xui hả cướp mà nào mà xui chạy nó đáng đời chứ làm gì mà xui đây là bắt được cho xã hội bớt một thành phần cướp không giờ mấy đứa nít giờ nó hư hỏng quá đúng rồi giống như cái lòng tham nổi lên mà không có kiềm chế được tham muốn cái bậc trang gì nữa đại gia không tham đại gia không tham giàu tham theo giàu tham theo giàu mà nghèo thì người ta tham hợp pháp và tham hợp pháp không cũng đi cướp mà cướp hợp pháp à dạng như cướp bóp cướp tốt gì cướp tốt xấu gì mà có nhiều thằng đại gia nó đi vay vốn nó kinh doanh nó lấy tiền người ta để kinh doanh đó à một dạng mua được hai đôi cháo không dạng như vậy giống như là dùng uy tín này nọ của người ta tiền bạc của người ta vật chất của người ta để kinh doanh lấy tiền lãi thì lấy lại cho mình rồi cái đó mấy không lỗi không nó hợp pháp không lỗi nhưng mà nó hợp pháp cũng hợp pháp đúng rồi không ai bắt được đúng rồi không có cách gì bắt được quỷ này là thằng mấy lần cướp bóc mà được cướp bóc là cái dạng là thằng kiểu vi phạm pháp luật rồi đó kia nó phạm luật thiệt ngoài kính không ai biết có thể nó vi phạm luật có thể vi phạm nhưng mà kính kẻ là vượt qua được không còn lỗ thiên quá giờ tham và lỗ thiên quá là bị chập liền quá tham thì thằng nào cũng tham sống mà trong xã hội này không có nào không tham nó thẳng miệng chứ nó lại cũng miệng câu không có nào không tham đúng rồi từ thằng đại gia với thằng mày đại gia mày ai cũng tham hết á nhưng mà có điều tham mỗi thằng tham đi mỗi kiểu khác nhau đúng rồi đại gia nó tham tiền mà tham tiền nhiều còn mày nó tham tiền tham mỗi bữa cơm thì nhiều mỗi dư mình dần dần nó tham mức độ tham rồi nó càng nâng cấp nhẹ nhàng mày hay nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó nâng cấp được lên thì nó tham thêm tiếp tham tiếp tham tiếp nữa trời ơi mà không biết thì sao mà trời ơi sao sạo
giật điện thoại, giật đồ gì đó. Bị bóp điện thoại vậy không biết, nhưng mà bị bắt có thằng nha. Có thể hay là giật điện thoại giật đồ gì đó bị tới chi hô lên rồi sẵn thấy công an dí theo. Nói quẹo gì quẹo nghe từ tôi nói thiệp chút xíu đi lắm đi thân thiệp quẹo vô tôi nói thiệp đi cũng chừng 10 mét là bị bắt. Nhiều khi ta chi ho rồi vô tình công an đang tuần tra hay sao đó rồi chạy theo dí luôn á, dí bắt luôn không? Đó là không rành. Có thể vậy. Nhưng mà thấy bắt nhiều người thằng bị đánh thấy hơn luôn á, người ta dân người ta đánh bắt lại nó dạng như là gì vậy, là cướp xe hay là cướp điện thoại hay gì vậy ha. Theo mày nghĩ quan quyền có tham không, cướp gì vậy của dân không? Cướp tham, ai cũng tham mà. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, nghe con nói thì quan thì tham nhũng thôi đó. Dạng như tham nhũng vậy đó, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, không nghe bà ta nói à. Thì cướp hợp pháp, cướp hợp pháp, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Thời đại nào cũng có quan tham mà. Nhưng mà làm quá mới đưa ra ánh sáng rồi. Dù mà làm quá hoặc là không khéo mới đưa ra, mới đưa ra ánh sáng rồi. Không có bắt được quá mới có. Nhưng mà tham mà không có làm bàn mới bàn vô đúng gì nó không mà phiền tối nữa, rồi lên ảnh lên Facebook lên YouTube rồi họ hỏi thăm nữa, mà có gì đó thì phiền tối đó. Đúng rồi, đúng bàn bàn bậy bạ được, nói chuyện nói nó thực tế đi. Đúng rồi, đúng rồi, bông lung rồi nó không có chứng cớ rồi nó lên không ấy là mình nói mình nói lung rồi chụp mũ mình này mày không có lợi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này mình nói cái sự việc chung chung trong xã hội đó. Chung chung cái gì, nói chung chung là nó không có được. Sợ đụng thể là cái gì? Sợ đụng chạm người ta phải không? Đụng chạm không hiểu. Không đụng chạm nữa, nó không có lợi, nó chi. Đúng rồi, đúng rồi, cũng chả được ít, mình được chạm nó được ít lợi nha. Chỉ nó ai cũng biết là gì nó mất mới mình phải nói. Đúng rồi, đúng rồi. Ai cũng biết hết mà. Đúng rồi. Thì đó là hiển nhiên rồi. Không, mình ta biết hay là mình mới biết không? Ai cũng biết chuyện đó rồi, nhưng mà quan trọng là phải có sẽ có giải pháp như thế nào đó. Định đưa ta lên sóng mà cho nó biết, cho thiên hạ biết là ta là thằng phát minh đầu tiên cái vụ mà nghĩ là cướp đi người giặc, cái này là quen bị bà. Đó thì có ngàn đời nay nó dạy đâu mà quan nào cũng có quan tốt quan xấu, cũng người xấu cũng người xấu người tốt quan. Hiểu rộng luôn chút xíu đi, chứ không có tốt quan xấu ở đây nữa. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quen. À. Mày hiểu câu đó không? Mày chưa hiểu, nó nói là quan tốt quan xấu là mình chưa hiểu. Thì giặt thì tốt quanh giặt các bạn ngày đẹp thời gian các bạn đẹp thì quan thì cướp hợp pháp à, cướp hợp pháp không còn cướp đêm là thảo khấu à, là phường là rình mò trộm cắp. Đúng rồi, đúng rồi. Cướp bóc hợp pháp là này nọ à. Ta không có làm bàn ở đây đúng lên rồi, YouTube rồi. Nó không hay ho gì hết á, đồ nguy hiểm lắm tại vì vấn đề nó nhạy cảm đụng chạm. Đúng rồi, đụng chạm rồi nhạy cảm rồi. Cái câu ông bà ta nói vậy chứ đâu mà hiểu con tốt con xấu. Trời, có ai mà trong một xã hội có ai mà đồng ý mà chịu đóng thuế không? Có người chịu, có người không. Đúng rồi, đúng rồi. Thì người không ta gọi là cướp, gọi quan là cướp. Đúng rồi. Có người chịu thì nói quan là tốt. À, đúng rồi, đúng rồi. Mọi người không chịu tao nói quan là xấu, quan xấu cái tốt cái xấu nó lẫn lộn vậy đó. Thực sự nó nói tốt xấu nó sao quan điểm mỗi người chứ. Đúng rồi. Hôm nay ra này ra ngoài chạy được cuốn nào? Chạy được 60 cuốn, hôm nay được 11 cuốn à. Gây vậy? Không, ấy là lại lúc mà đi chạy ra ngoài lúc nãy ra ngoài lúc mà đi lúc nãy chạy được cuốn nào? Chạy được 5 số cuốn vậy đó. Ngay cuốn đưa đò mà. Năm nãy lúc đi thời gian ngắn mà 5 số cuốn ghê vậy. Đưa đò. Đưa đò đi ngắn. 2-3 cây. Không thà vậy cũng khỏe đi. Ví dụ mà đi quần trong khu vực mình quen thuộc, ví dụ như vòng vòng Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, nó vòng vòng vậy đó thì nó đỡ đó, cũng đỡ đó. Chứ hạnh nó đẩy để đi xa một cái là về đuối luôn. Nãy đẩy cho ngủ đi quận 12, 80.000 chở năm cái thùng giấy bự bự vậy nó đi không? Quỷ. À,
Trời ơi, khùng đi sao đi chở 5 cục giấy nó đi cái chết mà. Đúng rồi. Chẳng hạn đưa đồ có lý hơn. Đúng rồi. Đưa đồ lý thử. Đưa đồ này nghe là có điều thử đồ không? Rồi mười cuốn mười cuốn được thưởng không? Hả? Mười cuốn được thưởng rồi. Mười cuốn á hả? Mười điểm. 12 điểm, giờ bèo nhất 12 điểm mới được thưởng á. Chết mẹ, giờ chứ mới chạy thêm điểm nữa, tối nay chạy thêm điểm. Từ đây tới giờ khỏe rồi, hai cuốn là được thưởng rồi. Nhưng mà đừng có hủy nữa, cho tỷ lệ nó cao lên. Dù có hai cú này kia, cú dài cũng được đó. Bây giờ anh cứ chiến thuật của anh là bây giờ hai cú đó. Một cú. Tao đâu thấy. Dạ. Nó đâu có nói gì mà. Một cú chiến thuật của anh là một cú đầu tiên á, đi đâu cũng được. Cú thứ hai đẩy đi xa, vẫn cứ đi đi. Lấy thử trước cái đã. Không, sáng giờ tao chạy nhiều rồi, nhưng mà mới hủy là không. Mới là hiện nay bây giờ cú đầu tiên thì là hai cú đó, từ đây tới tối. Cú đầu tiên đó là cứ chạy đi ngắn dài chạy đi. Cú thứ hai đó. Nó đi cho đi dài mà cứ đi tự đi đơn dài thì mình cũng có tiền mà đúng không rồi mười hai còn cú nữa mà chứ đâu mười một cú rồi biết rồi vậy còn hai cú đó cú nào bây giờ mà mười ba cú rồi 13 điểm rồi không 12 điểm nhưng mà cú đầu thì cho nó cứ là ngắn dài cũng đi hết đi cú thứ hai rồi dài cũng cứ đi đi rồi xong rồi đủ đủ điểm thưởng rồi đâu có yên tâm rồi đó điểm hướng về điểm hướng về đến lúc đó giờ là 13 điểm rồi mình có mẹ rồi với mẹ dư có sao đâu mình có 12 điểm mình chắc bụng rồi cái mình chạy mình cứ chạy về thôi. Cứ 12 điểm mà tròn là một cú nữa thôi chứ là nó mới chạy 13 điểm. Thì mình nên con tới cú nào cho tiền cái cú đó mà nó đổ thề đâu sợ. Mà chết mẹ. Mà đúng không? Đưa đò kiếm đạn cú đưa đò nó ngon. Tao không dám để phút. Phút đi danh tiền. Phút danh tiền. Cả mà nó rút nhanh như là ngồi rét này thì ngon ngồi rét nhanh nạp nhanh rút nhanh nhưng mà nạp là khó quái quỷ ngồi rét rút thì rất là ok nhưng mà nạp tốn 11.000 không tiếng cái trong cái app á trong cái app á ngồi rét nó rất là cái ví dụ mà rút rất là ok luôn rút mà có liền rất là hay. Nhưng mà cái nạp nó nạp phiền. Nó là phiền tối nên là cần cải tiến cái nạp đó thôi là con cơm luôn nếu mà đâu đâu có những bạn ví dụ 11.000 không hả khoảng dùng 11.000 bị đau điếng gì không đâu có đâu thì 11.000 đó thì cải đi lên sóng luôn chứ lỡ rồi cho lên sóng luôn cho mày lên sóng luôn không à, ý là 11.000 mà bạn tới bạn lôi tới nó mình kêu kiệt nữa đó nói anh em thôi chứ thực sự ra 11.000 cũng là mất mạng cuốc xe rồi chứ cái kiệt gì mất một cuốc xe đó bây giờ anh chở thử anh chở cái khách đi chở khách đi 13.000 có 8.000 ở 13.000 trừ đó còn 8.000 hơn cuốc xe luôn á 1.000 tất cả vấn đề luôn á rồi vậy mới cho vụ đó 11.000 lên sóng á chở lên sóng luôn chứ là nhiều tại nói chung là công ty thu cũng được đi cái 11.000 đó giảm bớt là nửa cắt nửa đi quăng bớt ngân hàng ra cắt nửa thôi theo suy nghĩ là cái phí đó là chắc có lẽ là ngân hàng hưởng theo suy nghĩ là mình anh thu ngay phí của anh là ngân hàng hưởng nhưng mà cái cước 11.000 đó thì công ty nên hỗ trợ cho mình để công ty đóng cho mình luôn ví dụ vậy đi trực thiếu chích ký chạy công ty là cũng đóng góp trừ chiết khấu này nọ rồi thì ví dụ như là cái 11.000 đó thì mình hỗ trợ mình đóng luôn đó công ty đóng cho mình luôn công ty nuôi ngân hàng công ty nuôi ngân hàng không ý là thì sao công ty nuôi ngân hàng mấy tài xế này đâu biết đâu mấy ngân hàng nó ra chạy rồi ngân hàng nạp tiền chục lần là ngân hàng ấm cơm ra 100 mốt à vậy thì cũng kẹt cho công ty ha mấy ngân hàng ra đặt app ra đặt phần tàu lao ra nạp 100.000 ra 100 mốt công an áp ra có tiền ra như đây nạp làm miễn phí cho ta lấy đúng rồi nó bây giờ miễn phí cho vậy là miễn phí ta lấy 11.000 của công ty thôi làm miễn phí à vậy là nếu vậy thì sẽ có tiêu cực cho nó vào hả vậy ta làm miễn phí cho vô đây miễn phí cho người nó lấy mẹ công ty rồi à vậy là nó cũng vậy đấy nó chơi ma lanh rồi nó bây giờ nó bây giờ cũng kẹt công ty nữa không biết cách nào đây nữa mà nhưng mà đẩy hết cho mình thì cũng khổ cho mình đó. Làm vậy thì khổ với tài xế đâu đẩy kia thì kẹt cho công ty nếu mà mình đẩy công ty nộp cho mình đó, thì cái công ty mà đẩy với mình đó, thì khổ cho mình không biết cách nào luôn giờ có nước là 5.500 mỗi người chịu rồi ok
À, trong tay chuyện mình phân nửa là có ông vui vẻ cả hai phải không? Ừ, vậy là ok. À, ví dụ như là 11 ngàn đi, đóng thuế cho đóng thuế 1 ngàn đi. 5 năm đó, ví dụ như 5 năm đó, 5 ngàn đó. Mình chịu 5 ngàn, công ty chịu 5 ngàn. Ok, okay. À, giải pháp của anh được rồi. Ừ. Nhưng bây giờ công ty chịu thì cũng kẹt, mà tài xế chịu cũng kẹt. Giải pháp của anh có vẻ ưu việt á. Ưu việt gì, nói chơi cho vui thôi, lên sóng gì vui thôi. Không, ý là cái đề xuất của mình, ý là mình thấy cái này nó có vẻ nó thiệt thòi cho anh em shipper quá thì mình lên tiếng thôi chứ. Là ví dụ như công ty có làm hay không đó, có được mấy dụng mấy cú rò mất mạng cú rò. Đi rò 8.000, quốc 11.000 đâu. Ý là mình thì mình là người shipper, mình là trách nhiệm của mình đề xuất nó vậy thôi. Còn ví dụ như công ty có làm theo không là đó là cái công ty điều chỉnh, tự điều chỉnh hay cái. Nhưng mà mình cũng có lên tiếng giờ cho anh em cộng đồng này kia, ta cũng ở ta cũng nghe về hợp lý đó, rồi ta cũng nhiều anh em mà đề xuất lên công ty, tới tay công ty ấy. Ta sẽ cả mấy thằng IT như là mấy thằng CEO nó ngồi trên mấy lãnh, phòng mấy lãnh nó rung đùi, nó không có hưởng nữa, nó hưởng tiền. Một chuyện anh em chạy nó ta đâu cần biết, đâu cần biết, nó không quan tâm. Những cổ máy kiếm tiền chỉ việc là những con bi rồi kiếm tiền cho nó thôi. Những con ông kiếm tiền cho nó thôi. Mà ít nhất là mình không im lặng, mình thấy cái sự việc nó sợ sai. Im lặng làm gì giờ, không im lặng rồi mốt đi biểu tình. Không, ý là mình đề xuất lên tác hại. Đề xuất lên thôi chứ mình im lặng thì mình sẽ chấp nhận cái điều đó mãi mãi. Mình nói như mà nếu mình có tiếng nói thì ít nhất thì nó cũng có sự tác động một phần nào đó đi. Một con é không làm nên một sướng. Dạ. Mình hiểu điều đó. Mẹ không làm đường xuống đâu. Ta mẹ nói chuyện với vui vậy thôi. Vậy rồi tới ra công ty nhiều khi rồi mấy cái ghét nó cắt luôn. Cái ghét mà nãy giờ đề xuất tào lao này kia nó tắt nó khóa mình luôn phải không? Bất giỡn đi. Nhiều khi cái số tiền đó là một quyền lợi của một bộ phận nào đó rồi người ta mới nói mà làm vậy là tao bị mất đi cái quyền lợi đó thì người ta sẽ phải đói mình bộ phận gì có được chính sách công ty thôi thằng nào trục lại được thì trục lại thôi mà anh nào công ty anh thằng nào đó ăn thôi bây giờ là công ty thấy đang có lợi này kia đang tốt này kia người ta cũng sẽ khó mà sửa đổi đó khó thay đổi đó trừ khi mà nó ra một chính sách mới mà có lợi cho ta cũng có phần lợi cho shipper thì thấy hợp lý thì người ta mới làm theo thôi còn đang có lợi đang có hướng có lợi cho ta người ta cũng giữ à. Nếu mà còn có lợi cho công ty thì chả có tài xế nào chạy cho công ty. Mà anh bị đi bào mà thấu xương tài xế là ai vào cho công ty. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này cũng vừa phải thôi chứ. Bây giờ đụng rốc xương của tài xế bây giờ ai mà bào cho nó. Rồi đổ mẹ qua công ty khác đi làm gì làm đếm cho nó gì nữa. Nhưng mà cũng hơi nói chung là phải hài hòa lợi ích với các bên. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì công ty đã thu phí mình rồi, mình chạy là bản thân công ty thì đã thuế má, tất cả đủ nước chuyện trên đời rồi. Mình đã đóng thu nhập, mình đã trách nhiệm là mình đã đóng thu nhập cá nhân, thuế, rồi mình đóng với khấu công ty rồi. Cái này thì cái phần này thì mình nghĩ cũng nên lên tiếng, ví dụ như công ty có chính sách gì đó hỗ trợ cho anh em hay là gì đó thì tốt thôi. Cho nên mình đẩy hết cho shipper thì khó cho người ta. Shipper thì hết cái tụi CEO hay là tụi IT nó ngồi nó nghĩ chứ. Shipper thì nạp lần 300 ngàn, tốn 11 ngàn là sẽ trả là cái đinh gì so với lại số tiền gì đó. 300 với lại 11 ngàn thì nó chênh vênh nhau quá. Đâu, nhân lên ví dụ nạp thử nhiều lần, 10 lần là 1.1. Nhưng mà nhiều thằng nó nạp thì nó thấy rồi, số lượng nó khủng khiếp. Đúng rồi, ví dụ như một ngàn tài xế hay là mấy ngàn tài xế đi nạp một lần đó là chịu cứ 11 ngàn tới nó rưng như rất là nhiều. Bởi vì ngân hàng ở Việt Nam ha, toàn lợi nhuận nào là ATM nó bào thấu xuống là phí hàng tháng nè, rồi phí hàng quý nè, phí hàng năm nè, rồi tài xế bi nè, cho vay nè, lợi nhuận nè, ngân hàng nó hưởng hết. Tổng đặt nền kinh tế mình là phục vụ với ngân hàng không mà chứ đâu phục vụ cho sản xuất đâu. Sản xuất là phục vụ nhưng mà cho vay xong trả tiền lại cho nó. Trả tiền lại cho nó là đâu phải là trong máy. Ngân hàng là người có lợi. Ngân hàng trung gian ở giữa mà cỡ nào ngân hàng cũng phải có người được có lợi. Nó lợi kiểu gì nó cũng có lợi. Nó không bao giờ thiệt. Đúng rồi.
Còn bây giờ thì cái vụ mà biết cái vụ mà cho ngân hàng cho vay mà ép mà doanh nghiệp mua bảo hiểm không? Trời ơi, vụ ép thì mua hiểm mà. Mày vay 1 tỷ, lấy mày mua bỏ ra mấy nghìn triệu hay là 100 triệu gì mua hiểm số tiền gửi đó. Biết gì không? Đánh gì ta? Không hiểu rồi. Bảo hiểm có số tiền gửi đó hả? Trời. Dĩ nhiên. Chứ nó không có ngu gì đâu, nó bỏ nó mất, nó mất không rủi mày bỏ bỏ của chị nó người thì nó nắm bảo hiểm ra lấy tiền lại. À, trời ơi. Điếp chết mẹ. Nắm cái điếp. Mà không biết gì nó à? Nói chung là ngân hàng là đã nắm nó có này không lỗ cái gì đó. Hàng năm là lãi mà lãi khủng luôn á. Việt Nam là lãi khủng á, ngân hàng là lãi khủng á. Đúng rồi giống như ngân hàng như mấy người cho có mặt bằng cho thuê vậy đó, ví dụ như anh làm ăn cỡ cái sao cũng được, anh làm ăn lỗ hay lời thì tùy anh, miễn cái đóng tiền đủ thôi. Giống như là ngân hàng như làm dịch vụ trung gian vậy, người ta làm việc đường trung gian là khác, là người ta phải lo chỉnh trang trang trí nhà cửa chi phí này dưới nọ, ngân hàng làm gì đâu. À. Chi phí là phạt vài chi phí nhỏ nhẹ mà thu lại khủng. Làm cái kinh tế mình làm giàu cho ngân hàng, trả ngân hàng là chết, chưa kể là chưa nuôi cái đám giang hồ đi đòi nợ thuê. VB Bank là bây giờ mấy báo nó đăng là VB Bank là nó nuôi cái đám giang hồ đi đòi nợ thuê. Ngân hàng cũng cấu kết, nhiều khi cũng cấu kết một số giang hồ đúng không? Rồi nó thế không ăn thôi, cái báo gì rồi có riêng này nó đang là có hai thằng nhân hồ gì đó lại nó tạt nó đơm á, công an lại bắt lại hỏi nó hỏi rồi. Mà đem về điều tra hỏi nó đâu, nó làm cho ngân hàng VB Bank. Nếu mà trường hợp đó hai là nó làm cho VB Bank. Trời ơi, nếu mà trường hợp đó ngân hàng phải bảo lãnh ra như thế nào, bảo lãnh gì đâu mẹ, nó muốn khai gì nó khai chứ. Cho nó khai vậy còn điều tra thì điều tra là chuyện của công an. Nhưng mà nhà báo nó được thông tin vậy thì quăng lên mạng như thôi. Còn nhiều khi nó cướp hay là công an hay là nhà báo gì muốn chơi xấu nhau không chừng, biết đâu. Nhiều khi tao muốn hạ bại với phi băng sao, tao muốn hạ bại tao không làm khai ra vậy. Nói vô chừng đó, phải nắm bằng chứng cụ thể rõ ràng mới nói được. Đúng bây rồi. Giờ nói chỉ không công, giờ nói vì công băng thuê giang hồ này nọ hay là FTB này là ACB thuê giang hồ này. Có không có chứng không? Mày chết mày á. Có chuyện mà thắng ngôn 17 là mày lên YouTube là mày chết mày á. Đúng rồi. Dù cái YouTube này phát ngôn cẩn thận là phát ngôn lên tin này dễ giết chữ lắm. Đụng chạm ta đúng không? Dễ đi đụng chạm. Nhưng mà qua cái dịch vụ ngân hàng mình thấy là ngân hàng nó hưởng lợi quá nhiều. Đúng rồi. Ngân hàng là mua trong các cổ nền kinh tế mà. Nó cũng là cổ, nó giật dậy nền kinh tế nhưng mà nó cũng chà đạp nền kinh tế. À. Các cổ. Mặc dù sao thì vẫn cần ngân hàng thôi. Ví dụ thế nào vẫn cần, người ta vẫn cần ngân hàng thôi. Không có nó là không được. Không có ngân hàng không được đâu. Nhưng mà có nó thì nhiều người cũng chết vì nó. Đúng rồi. Cái nào cũng có hai mặt. Nhiều người chết vì nó mà nhiều người cũng sống vì nó. Nhiều người thì ngon quá. Sống được hay không là ta cũng không biết nào luôn. Đúng rồi. Không nói được, không nói cụ thể đây, không nói cụ thể đây được. Đúng rồi. Còn chuyện mà đi đêm thăm cung bí sử gì đó thì miễn bàn. Đúng rồi. Từ cái chuyện mà Gojek rồi nọ, tài xế này A2 gì đó toàn làm giàu cho ngân hàng không, thậm chí làm giàu cho mấy cái ví điện tử tàu lao Momo này nọ ăn theo thì họ giống như liên kết với Momo hay là với bây giờ được mùa của ba cái app điện tử. Nói chung là công ty với ví cái liên kết này cũng phải có, nó là một cái startup. Đúng rồi, Momo là một cái startup. Nhưng mà nó được khởi nghiệp đúng thời điểm cho nên nó thu lợi được nhiều. Còn mình thì khởi nghiệp hai bàn tay trắng thì lấy hồn giấy rồi đặt mình đi xe mà rồi chạy xe thôi. Đúng rồi. Khởi nghiệp không có gì thì đành phải đâu, phải đây ăn cày thôi. Thank you.
Còn chúng mình đi đón con hả? Sắp đi rồi, năm cuối đi. Trời. Ba giờ anh đi, nghe nói ba giờ anh đi hả? Ừ, ba giờ đi. Ba giờ con anh tan hả? Ừ. Họ tắt bộ nào hả chị? Đấy. Đấy. Ừ.